Hơn một năm nay, hàng trăm hộ dân không thể canh tác trên chính diện tích đất nông nghiệp của gia đình mình do tình trạng ngập úng xảy ra thường xuyên làm chết cây cối hoa màu. Câu chuyện đang diễn ra tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ và nguyên nhân được xác định là do doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng lên trên hệ thống thủy lợi. Cứ trời mưa, làng trăm hecta cây ăn quả rau màu của bà con thôn Từ Hồ lại ngập. Theo người dân, có những khu vực thậm chí còn ngập ngang đầu gối và phải mất nhiều ngày mới thoát hết nước, dẫn đến cây cối hoa màu héo và chết. Tôi là có 3 sao, cứ bỏ phân giống vốn ra đồng thì lại mất, không có nguồn thu. Xã cho máy múc nhưng thực tế múc xong được vài hôm lại ngập lụt. Cây của chúng tôi là vẫn thu hoạch bình thường, 2 năm nay trở lại đây là cây không được thu, nước ngập, cây chết. Trả lại con mương thông thoáng nước cho chúng tôi để chúng tôi triển khai cây hoa màu khác. Cứ mưa là bắt đầu là nó ngập, cây cối là chết hết. Kinh tế của gia đình ông Tụy phụ thuộc hoàn toàn vào trên 4 sào đất nông nghiệp. Nhưng hơn một năm nay, gia đình ông phải bỏ ruộng vì cây cối hoa màu cứ đầu tư trồng chăm sóc, khi gần thu hoạch, chỉ cần một trận mưa xuống lại mất trắng. Sinh kế của người dân chìm theo nước ngập. Cứ rồng lại chết, cho nên người dân chán nản, không dám làm. Tắc nước, chúng tôi đã viết đơn kiến nghị xã, trong đó là 5 và 6 lần. Theo phản ánh của nhân dân, tuyến mương xeo có chiều dài trên 1 km, rộng gần 20 mét, vừa là kênh tưới, vừa là kênh tiêu phục vụ sản xuất cho hàng trăm hecta đất nông nghiệp của nhân dân thôn Từ Hồ và một phần thôn Từ Tây. Tuy nhiên, từ khi hai công ty Nam An và Sơn Jimmy về địa bàn san lấp, xây dựng nhà xưởng lên trên một phần hệ thống thủy lợi, dẫn đến nước không tiêu thoát được, gây ngập úng. Trước kiến nghị của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có thông báo giao cho địa phương giải quyết sự việc trước ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sự việc vẫn chưa được giải quyết. Đại diện Ủy ban nhân dân xã Yên Phú cho biết, xã vẫn đang khắc phục tình trạng trên bằng cách đặt cống bơm nước. Tuy nhiên, diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng lớn, hệ thống cống lắp đặt quá nhỏ, cộng với tiến độ khắc phục chậm, dẫn đến tình trạng ngập úng kéo dài vẫn xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh việc xử lý tình trạng này trong các chương trình thời sự sau.